dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, không thể phủ nhận, làn sóng khởi nghiệp đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Tuy nhiên, những con số như chỉ có 1% startup thành công và có đến hơn 80% doanh nghiệp khởi nghiệp thất bại sau khi bước chân vào thương trường chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho không ít doanh nhân trẻ cảm thấy nản lòng. Thực tế cho thấy, khởi nghiệp từ con số 0 hay dựa trên nền tảng sẵn có đều không hề đơn giản. Thứ nhất là về con người, nó gọi là team, là con người. Liệu là con người đấy có quyết tâm làm đến cùng hay là không? Hay là chỉ nhận được một khoản đầu tư sau đó là họ có thể bỏ ngang? Thì coi như khoản đầu tư đấy là mất. Cái thứ hai nữa là về sản phẩm. Liệu là những con người đấy có làm được ra sản phẩm như họ nói hay không? Cái sản phẩm đấy có gì khác biệt so với những sản phẩm đã có trên thị trường? Cái rủi ro thứ ba nữa mà startup rất là phải quan tâm đó là về thị trường. Cho nên là startup cũng cần phải hiểu tâm lý của nhà đầu tư để khi mà mình bắt đầu startup thì mình đã phải loại trừ dần từng cái rủi ro đó khi mình trình bày với các quỹ. So I think to overcome this problem, there are two main ways that we can do so. The very first way is to join an early stage startup accelerator. And the second important way is to find good co-founders, because not everybody can do everything himself. If you find great co-founders to join in together that can do different things at the same time, it helps to lower the risk for your team and also for. Làm sao để khởi nghiệp thành công? Đón xem câu trả lời trong chương trình Để khởi nghiệp thành công tại địa chỉ nhân dân tv.vn.